Ở cái mây này thì nó sẽ là vẫn là màu trắng và nó sẽ kết hợp với màu xanh đỏ. Mình có điên rồi. Ra học đi. Để em ghi đi, em ghi trong em chụp đi. Mây muôn thuở vẫn là xanh. Nó chỉ hơi chất xanh đỏ chứ. Đúng cái này. Đúng cái này. Chụp chiếu á. Đâu. Mây trắng xanh với đỏ thầy. Đâu đấy là cái chân mây, còn bình thường vẫn xoa trắng mà. Đây đang cứ theo cái nhìn theo nó mà mô phỏng theo. Cái mây này nó cũng khá nhiều, có thể anh em giảm bớt đi cũng được. Thì sửa lại là chân mây. Đấy, cái đường mép, cái đường chu vi của cái đám mây nhá, nó sẽ nhòe nhòe ra như thế này. Đấy. Sau cái lớp này thì bắt đầu mới đẩy sáng lên một tí thì nhấn. Đói thôi mà ăn mất rau rồi. Lần này đứng lên. Đây ngon tuyệt vời. Đây ngon tuyệt vời. Bỏ ghế đấy em thôi. Đây đó. Ngồi đi mà, em là ưu tiên nhất rồi đó. Thương lắm mà, đang nghỉ hả? Thương lắm đó. Bạn đứng rồi, cứ đưa cái ghế ra đây. Cưng lắm đấy. Cưng lắm. Đấy, xong bên dưới thì mới cái màu này pha sẵn ra trắng với hai cái màu này thì trắng là vẫn là nhiều nhất. Thì đánh vào cái chân mây này. Đấy, thì trong bản chất của mây ngoài nó hay có cái khối ở dưới. Thì hôm trước cái trần mây ấy, là mình sẽ không cho cái này đúng không, mình là tự nan nó mỏng ra thì nó có khối rồi, nhưng bài này nó là tranh thì mình cần cái độ chi tiết hơn. Thì bắt đầu nó có khối. Đậm đậm hơn thì mình thêm cái xanh. Thì như này là gần như là mình mới nót thôi, lát nữa nó xe xe mình đẩy một lớp nữa. Đấy, xong chỗ này lại gối một cái lớp nữa đậm lên, lại sáng bật lên. Quẻ thôi chứ đâu phải làm gì đâu. Đòi. Bây giờ thì cơm sẽ dễ ăn. Đấy, cô chỉ bảo có một lần thôi. Một lần duy nhất. Chàng phái cười sướng. Cứ cười đi, sau này về xem video mà nghe lại nó ói. Cười to là phát ói luôn. Anh Tuấn cười rất khoái nha. Cười sướng. Đấy, cũng một điệu cười, ông thì bảo khoái, ông thì bảo sướng, ông thì lại bảo dê. Còn riêng tôi thì tôi lại thấy giống bò. Đấy, như là cùng một cái vấn đề mà mỗi người lại có một cái thấu kính để mình đánh giá nó khác nhau. Trong cuộc sống này nó thành ra là nó muôn màu. Nó không có cái đúng cái sai, mà nó chỉ có là quan niệm thôi. Sai lầm là cái bồi cỏ to, đẹp bò nhiều. Thầy bảo là vẽ đồng cỏ to thì cho nhiều bò rồi đấy. Cho bạn hết cỏ. Bạn này thì bạn lăn nỉ bảo thôi thế này cũng được nhé, mà ừ cũng được. Nhưng mà cứ vẽ thêm chục con bò nữa. Thế nhiều cỏ thế này không vẽ bò vào thì nó ăn kiểu gì. Bắt đầu mình đụng bãi cỏ luôn. Hoàng này buồn đấy.
lâu mọc rộng hết ra thì được hơn một người xấu hơn người ta à bốn đấy hôm qua đến giờ sang đây thấy bạn ngoài người ta này. Nào mà mảng to lấy hẳn bút to mà ngoáy đấy, cái này thì nó mảng to nhưng mà nó sẽ tối hơn bên kia thì mình cộng thêm màu hồng này vào mà màu xanh tím rồi. Đấy thấy chưa? Mọi người thấy cái chổi sơn là ngoáy nó ra mây đẹp luôn. Chứ không phải là cứ cái bút đâu, bút nhìn nó rất là cứng. Đây, cái này độ này nó tưa tưa là nhìn nó ra vấn đề luôn. Vàng thôi. Không sao. Không ảnh hưởng gì, vàng được mà. Bình thường thì người ta làm bát bát thì mình làm cũng bát nhiêu. Anh là bát nhiêu, bát nhiêu là gì? Châu á, châu anh không nghe bao giờ chín châu à? Cái này kiểu nghiêu đi bắt nghiêu. Nhưng mà đấy là mình giảm nhưng mà con còn 8 con thôi. Đấy là Hà Giang nó có. Chỉ đó là Hà Giang. Nhức đầu. Con nó cứng như là tỏ tỏ. Bướm nhà ta. Quý ơi. Quý ơi. Quý mây này quý về đi vẽ tranh rồi. Thì hôm qua trả bài thầy về rồi. Hắn bảo về đi vẽ tranh rồi. Quý vào thì thầm bảo là cho em ra trường sớm được không? Thế ra trường sớm rồi làm gì? Em biết cái cách rồi. Về vẽ ở nhà là chính. Chắc là lão này về đi nhận đi vẽ luôn rồi không được. Trước là em ấy nói chuyện bởi trước đi vẽ rồi nè. Nó đi lấy tiền thế nào rồi. Có nghĩa là thì mặc cả mấy thằng đây mà xin số thế nào đi. Thiếu người nó gọi nó trả được 200 một ngày mà nhỉ. Gì thế này. Có nghĩa là trước là đi theo ông kia, ông ấy chuyên đi vẽ. Cá não này. Và con phát hình nhanh đấy. Nó không có tốt chất đấy. Nhưng mà nó còn đang người vẽ ít. Nó mà cứ cố gắng thì bài nó phải đẹp nhất đấy. Gần nén phé tí lại nghỉ. Rồi những thằng giỏi là hay rồi. Anh yếu là người đấy chủ quan. Đây thì khả năng là mây mình sẽ vẽ giảm đi đúng không? Vẽ giống kia khả năng mọi người sẽ bị nát hết là đều mà lại cuối cùng là mất hết cái nền xanh. Ấy. Nắc nắc đây mình đang quan sát những bố cục này là vừa này thì nhắc lại thì bố cục về nó có mảng to mảng nhỏ đúng không, mảng sáng mảng tối này mình sẽ nắc nắc vậy thôi. Bây giờ mình lấy cái bút bút bé cái để vào mình điều chỉnh cái chỗ nào cần nắc nét hoặc là sáng tối thì điều chỉnh nó dễ. Đây là cái bút chổi sơn này là làm các cái đầu tưa tưa mây này là rất là hấp dẫn này, hơn cái bút kia. Đấy, mọi người nhìn mấy cái đám mây mà bằng cái này nó vẫn hay hơn cái này. Hay hơn cái bút trắng. Nguy cục luôn. Cái bút này nó sẽ nách vào những chỗ nhỏ này thôi. Mọi người cái mây mà càng xuống dưới là nó cứ chạy dài dài đấy. Mọi người quan sát trong cái mẫu này. Càng xuống thấp thì mây nó sẽ dẹp xuống. Nó thiên về cái khối cái bé hơn. Nhìn chả chỗ nào thì thích nhìn cả. Đi làm đây thì nhìn cả. Đều như bài mình nghe. Anh Doãn chỉ lo em vợ đây thôi. Cả Hương tín ông nghỉ sao? Hương có báo nghỉ không? Anh nghỉ buổi sáng sao? Anh vào cắt cơm với lớp trưởng ạ. Vô chung cắt cơm à? Không, anh Hương này. À Hương rồi. Không từng tiền. Anh cắt thân em được thì em lại xin suất của anh thôi. Anh lúc đã mang thằng rồi. Thế là nhá, đợi nó xe xong rồi mình quay lại mình đẩy. Em cắt cơm nhé. Chuyên ngang cắt cơm ăn phở. Cắt cơm không ăn chỉ ăn phở cầm hơi. À điện cho bảo là cho cái cá, cho một số suất có cá. Cá khô không được. Cá nào khô rồi. Đừng cá mắm thôi. Cá nục ấy, cá nục mà nó khô nó rán rồi, không cần phải sốt trước rồi.
Tuấn cũng giống mình, riêng cá thôi. Vâng, khóa nào em nhớ cứ bảo khóa nào hay có cá, khóa này chả thấy có cá. Không có. Hay là anh em bảo là không thiên cá luôn. Đúng rồi. Hai hôm nọ em ăn là có cá đâu. Đúng sáng này. Bột chiên mà. Còn gì bột chiên này em cho mừng thôi. Nhưng mà cá còn hơn là thịt. Cá hơn là thịt. Cá lột sốt cà chua. Không phải cần sốt thì mà nó cá gì cũng được, hoặc là luộc vào. Thế là quán này kiểu gì nó cũng có cá đấy. Chính là được đúng không ạ? Ngoài cái mình mà nó mày cái làm một hộp riêng nhé. Có cái gà mà lấy không ngon là cái gà mà cái chiên bột đấy. Thì bảo thối. Cái gà ấy, gà công nghiệp nó bở. Đúng rồi. Đấy, như hai quả này thì mình tách một quả đằng sau này ra. Nách trắng vào thế này. À đấy, thầy này trôi cái quả đi. Em hiện xoa xương lên thay đổi xinh xắn như thế. Thì cái này lúc ấy là mình nót cùng màu mình cũng bôi thôi. Thầy rất xinh xắn. Lừa chứ để Tuấn nó vẽ đỡ giống mình, vẽ giống quá. Mất nghề thôi. Lừa. Các bạn coi cáp đấy, này lừa tình lắm. Không giấu được cái gì. Y hịt trần y luôn. Nó bắt đầu nó còn giữ lại một góc để về nó luyện luyện thêm. Nó đẹp hơn. Nó đẹp hơn. Đẹp hơn đấy, ác ồn phết đấy. Rồi cái mây như thế xong là nát nó đẩy nhá. Bây giờ cho anh mượn cái ghế. Đây, bây giờ. Thì mọi người bây giờ sang cái bài khác như này thì thực ra là nó khác về cái đối tượng thôi. Y hệt. Nhìn em Trang thế nào anh Tuấn ơi? Nhìn em Trang cười rồi. Vẫn là cái bệnh này là nó bị từ lâu rồi. Ăn vào máu rồi ạ. Bây giờ là sửa nó khó. Bây giờ tay máu sợ không được. Thì bây giờ cái màu này đúng không? Mình lại pha lại màu này giống như núi thôi. Đây màu đấy thực ra là đây rồi. Đấy, thêm trắng vào. Thêm trắng vào nhưng mà cái này thì thêm vàng ít thôi. Vàng nhiều quá là nó không ra tinh thần đâu. Đấy, nó hơi hành hành vàng thôi. Rất là ít vàng. Coi tỉ kỹ rồi nó. Copy đó. Không phải đủ được đâu. Tình lắm. Không giấu được cái gì. Có thể thêm tí vàng. Có thể thêm tí vàng. Ghi vào luôn. Cứ bỏ bức tranh là thầy in ra vậy là ghi vô một bức gì đó là rồi đem về luôn. Trong cửa âm chân kinh có cái gì đó. Không, à, một chân khác chứ. À, lấy sơn thủy. Tông màu nó vẫn thế, vừa nhắc rồi. Cái này mới sơn thủy là một mà. Cũng tông màu nóng, cũng đỏ đúng không? Cũng nót đỏ rồi tím hồng này. Thì cái xa này thường là sẽ không cần chấm tơi đâu. Bẹt xuống cũng được. Mọi người lúc đầu là hay chấm bẹt đúng không? Bẹt thì lại sở trường rồi thầy ạ. Bây giờ chấm bẹt đi. Lúc này không bẹt được lại cứ tơi ra. Dạ, là cho phép này. Chấm tơi thì cứ bẹt. Nó lại bệt, nó nhìn thấy vẽ đơn giản quá. Dễ tiền cháo ngon ăn lắm, sẵn ngon lắm. Đừng làm đi, tí thầy đi qua thằng khang trên tận tâm lý ra thầy thì tí được không, thế là thầy xóa ít rồi, thế số số anh em là xóa ít rồi, không sợ đâu, không sợ, tự tin hơn rồi. Xóa thì xóa, sợ đấy, mỗi hai đầu chót là bị sửa nhiều. Ừ, đấy, thậm chí là xoa xoa thôi cũng được. Hay lần sau vẽ sửa núi này. Anh em lớp toàn tưởng tượng ác quá. Sửa núi à? Sửa núi à? Hồng, núi thâm. Anh vẽ tam giác thôi. Anh em tam giác thôi. Vẽ núi kiểu gì? Vẽ tam giác cái này. Cái này núi đôi Hà Giang là thấy. Quảng Bạ. Đấy, thì cái cây bên này cũng tương tự. Trong mẫu thì nó rất là nhẹ, hầu như là có vàng thì nó rất ít hoặc là không có, chỉ cộng trắng thôi, gần như mè và nắm mây. Teo quá, bên teo, cái gì vậy? Cây. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có cây luôn. Mũi ở đây mà. Nhìn cái tay ghê kìa.
đó cầu vua nó giống màu núi thôi, giống màu núi xa hôm trước thôi, nhưng mọi người cũng không phải là một kiến thức mới đâu. Màu nó vẫn thế, có cái là đây là bụi cây chứ không phải là núi, không có vách. Đấy, đây là bụi cây, mở ngoặc ra bụi cây chứ không phải núi. Màu thì giống núi, có hết cái chấm vào giống núi hôm trước chẳng có tí đỏ. Tôi cuốn thấy có mùi ấy. Thì vẫn thế cơ mà, ba màu đỏ vàng xanh trắng, nhưng mà trắng thì lúc nào nó cũng chiếm ưu thế nhất. Bên tối thì mình lại phải tăng xanh tăng đỏ lên để cho nó tối hơn đi, giống như núi thôi. Núi châm núi có phải là bên tối là cộng thêm xanh qua ba đúng không? Nếu hơi lạnh quá thì cộng thêm tí đỏ đúng không? Ok, áo đồng phục anh Tuấn mặc là mẫu của mình. Mẫu thực Việt đấy, nó đợt tới nó họp lớp, nếu mà ý kiến thì đặt, sẽ đặt luôn đi. Thì ai đặt thì đặt luôn. Đặt luôn về mà thôi. Mặc luôn thì nó đỏ đỏ không chưa? Được hết á, đặt luôn. Giống nhau hết. Đẹp mà. Ngực nhảy ngay rồi, nhảy ngay rồi. Khen áo nhưng ông pia ngực ngay. Đúng sở trường. Thẳng nhất luôn. Đây dưới lưng ra nhỉ. Khi nói cái bệnh này nó không chữa được đâu. Trang nhìn nó bị sáng men. Sáng sao được. Sáng sao được. Sáng thì ghét. Dù gì ghét là đúng con gái hay nó ngực. Chúc mừng bạn đã thành công. Nhìn ngước cả mắt cái gì ai hơn mình, cái gì mà đúng cái đấy đâu. Đúng. Cứ hơn mình là mình ghét. Anh thấy hay cái đấy được. Anh chỉ thoảng mà khách hàng người ta ra hoặc người ta ngồi ở quán ấy, người ta nhìn mình cứ giả vờ như không biết gì, nhá. Cứ giả vờ không tính toán hoặc ghi chép là mình cứ mặt nách ấy. Bắt đầu thì mình ở trong mình giả vờ giật tính bật cái thôi mà. Mấy là một cười đó. Bà này tủm tỉm đúng không? Một cười. Em chỉ buồn cười lúc đó nhưng mà anh cười cái là buồn cười đó. Buồn cười nha. À. Cái thân của nó thì cũng vẽ vào cho đen với đỏ đi. Cho đậm hơn. Ừ, để cho nó đậm một tí. Không cần đen được. À quên, không phải lúc nãy là xanh với đỏ chứ chưa có đen. Đen thì nó đậm quá. Không rễ dữ nghe, nếu mà nó sẫm quá thì phải cho thêm cái trắng vào, nếu mà sẫm quá. Vẫn là kéo kéo cho mình cái cửa này một tí này, nó bị gió vào nó rung quá. Cho ứng miếng đen gì đấy, đúng mỏng như tờ giấy mà được 85 thì ra. Có đâu? Cái gì? Thành ra gập đào thì 85 hết rồi. Cho ứng miếng đi. Đào đấy, cái cây đây là chưa cần màu đen nhá, chỉ cần xanh với đỏ thôi. Đây là màu đen thì nó bật quá. Giống như mà mọi người vẽ con chim con cò bay xa xa này là nó sẽ là màu đen cộng trắng. Thằng này vòng 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 cái này nó rồi, thế là xong với cái thằng đằng sau. Ngực đã vẽ xong rồi, cứ đợi bây giờ chấm cái cây này thì vàng với lại xanh cộng vào với nhau.
chỉ vàng với xanh thôi, không không có đỏ nha, để cho nó khác cây này, nát cây này có đỏ này, để cho nó khác biệt đi tí. Thì xanh ở đây là xanh, cụ thể là xanh 33 nhé. Nếu ai ghi thì ghi phần mã màu vào. Cây giữa. Cây ở giữa. À, cây vừa vừa đây này, chứ không phải cây to. Cây ở giữa. Gần cây to. Không có đỏ. Thì cái bút cán trắng này là chấm, yêu cầu mọi người chấm cán trắng nhá. Cán trắng này nó khó chấm. Yêu cầu là thầy yêu cầu chấm. Yêu cầu. Và khi chấm cán trắng thì mình sẽ đảo được các cái bút, ví dụ là mình nghiêng này hoặc nghiêng thế này. Đấy, có những chỗ nào còn nghiêng thì mình nghiêng sang để cho cái lá nó tơi ra. Vẫn tạo khối. Vẫn khối như thế thôi. Wow. Cho miếng chưa bây giờ sẽ là chấm một cái cây này và cái cây này, xong là mọi người lại phải tập tiếp. Mà khi đã chấm được hai cây này rồi thì sẽ chấm được những thằng này, hoặc là lát nữa mọi người chấm cái bụi này trước đi, bụi này nó là phụ, cũng cắn trắng cho quen, xong quen cái cách chấm như nhau, xong rồi mới lên bụi này. Thì cái kiểu chấm nó giống cái bài kia kìa, bài mà là chỗ bếp ấy. Đấy, kiểu như thế cái bụi cây. Thì để sang cái cây to này nó là điểm nhấn chính không? Thì là nó đỡ bị sai. Thì tốt nhất là đừng chấm cây này vội. Cái chốt là vô cùng vội. Cái đấy là điểm chính như thế này. Đó thì chấm những cái bụi cây này trước đi. Chấm gì mà đấy quan trọng. Chấm lá. Thì ví dụ những cái bụi bé này này, mình có chấm sai mình lại nót lại nó nhanh, dễ. Bụi to. Thực ra bây giờ cái chấm cây thì chắc là không phải là khó khăn đối với đa số anh em rồi. Khó lắm. Cho nên thêm một cái bên tối thì mình tối hơn một tí, thêm tí đỏ thôi. Vẫn là xanh vàng, thêm một chút đỏ. Thêm tí trắng nữa. Có đen thì càng tốt. Cứ đi lại công thức đi em cho dễ. Bút thầy nhịn nhỉ. Cái đâu? Ấy tí là lấy bút này rồi. Thì thầy chỉ quay lưng mình rồi. Thầy thấy là thầy về bút thầy. Xịt đấy. Mà Tuấn mình cũng có cái bút này đấy. Thì quen lắm. Nhìn quen lắm. Cái gì vậy? Đừng nói rồi mà. Không, cái xoài tắt luôn đấy anh ạ. Lão mày càng đâu càng nhạt, càng bằng không. Xoài em đối với người đơn xuống đâu. Nhà Tuấn là không ai ăn cái đấy đâu. Không, mà mọi người không ăn là chỉ bỏ đi thôi. Mọi người không ăn chua mà. Chua á? Quên đi, xoài là chua. Chua là ngon. Thật không? Ghê ít lắm. Chua chẳng muối. Ở đây có mình em ăn em nói thế chứ. Không. Bây giờ để sáng lên là vàng, xong vàng trắng nhé. Bổ hết ra cho anh em đi. Anh em tập trung bổ đi. Nhưng mà từ từ đấy. Một người học thôi, chú hết được bỏ đi. Một người học thôi. Tuấn cho một Tuấn đại diện đấy. Để thầy sang công việc. Thế thì nó xem nhịp, cây này nó không có đỏ, cây này nát này có đỏ. Cây đỏ. Để cho nó đỡ bị giống nhau. Đỏ nhiều đỏ hết. Hoặc là đỏ nhiều đỏ ít cũng được. Đấy, lúc này chấm cái đoạn cuối là mình phải gần như là có cái chiều hướng mà mình đẩy này. Thì đẩy như này là nó dày ở cái đầu bút. Tập cho bút khăn trắng này. Tập cho thôi. Đừng thẳng đi.
Bình thẳng thì ai là chấm được. Chấm cái này. Chấm cái bút này. Nó ừ, bằng thì ai là chấm được, ai chấm bằng mà, ai chấm bằng như thế mà. Một nào em chấm được, muốn tốt thì không đẹp, không đúng kiểu. Thế thì nhưng mà có một cái là cái khối giữa này mọi người cho to này. To. Chấm cây hình nhánh này. Này xấu không tưởng được. Xấu không chịu được. Nhà xấu không chịu được. Sang bên tối thì mình phải cộng lại xanh nhé. Cộng lại xanh này cho nó giảm. Đấy, những cái chỗ này là thì... Có thể là một vài cái tán này nó hơi hơi cam cam đỏ đỏ là ví dụ là nó ảnh hưởng cái màu bên này. Đấy, ví dụ này. Đấy, nó sẽ hơi ấm lên một tí để nó ảnh hưởng giao thoa giữa sắc độ. Thực ra trong trong tự nhiên ấy, những cái màu đứng cạnh nhau nó hay bị ảnh hưởng nhau. Ví dụ như là mình mặc áo trắng, sau là một người bên cạnh mình mặc áo đỏ ấy, là cái màu trắng của mình nó sẽ hơi hồng hồng. Áo trắng ấy. Đấy, trong thực tế là như thế, khi mọi người đã quan sát rồi thì trong khi là nó rất là tinh tế nhưng mà hầu như là mình không có cảm nhận được. Cái người áo trắng với người áo đỏ đứng cạnh nhau kiểu gì thằng áo trắng cũng có ảnh hưởng màu đỏ hồng nó ánh sang. Còn nó còn là ánh sang. Rách em tự rách. Các bài này chắc là lọt trong top 10 rồi. Top 1 hả? Top 10. Top 10 đấy. Trang là một động lực đấy. Rồi, khâu đẩy cành. Thế mọi người cứ chăm chú đẩy cành quá thì giờ nó nấp hết đúng không? Nó mất công rồi. Thế ăn đi em. Ăn đi để anh em thực dã. Ăn đi cho anh em thèm này. Khẩu trang nữa. Lòng anh Trung thèm mùi. Ông đang nghe. Một chén nữa. Chúng ta đủ chua cả, một người ăn một người cạnh. Cứ rút nè, không ổn. Ngờ cổ quá. Nhờ, nhờ. Tự nhiên. Ăn chung gì, ăn cho bạn rồi. Nó nghe. Nó quá. Quá bất công quan sửa cho nó cái mái nhà. Bộ mỏng nó ăn được nhiều nó muốn người miếng nó khỏi tỏi lắm. Đẹp anh. Cắn cái này. Đẹp. Cành so le đi tí xong có cành to cành bé. Ví dụ cái chỗ này nó gần như là cành ngọn thì nó mềm. Cho to. Làm gì ra nó không ngại đâu. Mua cho được lâu. Mua thật lâu. Được quá. Lật nhẹ. Chúng ăn xoài không chung? Ăn đi. Bạn đây. Bất tàn, bất tử. Bất tài luôn. Mày lớp của ai tuyển nhận?
Đấy thì là vị trí cành của mình phân bố nó cũng tương đối như vậy. Xong bây giờ để sáng. Để sáng thì tùy theo cái thân cây to hay bé thì mình sẽ lấy cái bút nó phù hợp. Như cái này thì có thể lấy bút kiểu cũng được. Cái này đây, cái này. Tại vì nó không quá cầu kỳ. Nâu, từ thường là sẽ lấy nâu mới bằng đất nhé. Đây đang không tiện màu thì lấy cái màu này luôn. Để cộng thêm tí đèn. Đêm tối thì lại thêm ba và trắng vào để cho nó có cái độ lạnh ở đằng sau. Ba trắng bình đô thường kính. Thì cái vỏ cây của cái chanh nước ngoài nó có hai cách làm, đấy là cách phổ thông. Cách thứ hai thì mình cũng làm xoa xoa lên xong mình lấy bay mình gạt thì nhìn nó cái sáng tối nó mạnh hơn. Ui, sao mình phải ghi? Sao đấy, cũng lấy cái màu đấy. Xong gạt gạt vào nó có cái độ nan, làm nựa nựa thôi, lấy con tay này chống vào gạt cho nó nan nan ra. Đấy thì cái gốc cây nó bật mạnh. Thôi anh em giống lên đẩy nó cái mây nhé. Thôi cái cây to thì để lại, nó chấm cái cây này cũng tương tự như cây này, chấm các cái bụi cây này trước đi, bụi cây này cũng thế này, nhưng cái nhà này làm sau đẩy mây sau uống nước ạ. Đấy mấy sau gì? Con ruột. Rồi. Thôi được. Chẳng muốn nước nhiều. Tiếp đầu rồi. Đấy khi nó khô rồi thì bắt đầu mình qua lại mình đẩy một lần nữa. Không phải. Đây muốn bạn ơi. Anh Tuấn ơi, anh làm gì đấy? Ăn cái gì đấy? Sao lại thế nhỉ? Ông biết nhá, em hay ngồi đấy, ông chơi em đấy. Đấy. Phải phải không? Bảy kia rồi, rồi. Tí có gì em rồi. Anh bảy rồi, không không. Ai hai nghịch rồi. Tuấn lười em rồi. Có mà. Em ra đâu bảo đi cầu hôn mà đã. Mạnh cứ giáo hành thế là đúng rồi. Đấy, cái chỗ ngoài này thì mình sẽ dụ thế này, tí này. Dụ thế này một tí để cho nó tươi tươi cái đầu. Giúp bằng áo đi, khoảng một đám. Cởi ra đi em, cởi ra. Cởi ra ấy luôn em. Cái mặt lúc anh như vậy, anh thẳng làm chén nước trà đấy bảo. Em phong trước rồi, không có đụng ngủ. Giờ ra đi. Ừ, đã. Phong chí này vẫn không bảo một duy nhất. Đấy, có nghĩa là cái cạnh mây chỗ nào đẩy sáng thì mình sẽ chấm chấm một tí để mục đích nó cũng gợn gợn cái sơn lên, nó vừa gợn sơn mà nó vừa có độ hơi tưa như này, nó sáng mạnh hơn. Đấy, còn mình xoa thì nó bị trượt cái sơn xong nó mỏng ấy, thì nó không đẩy sáng lên được mấy. Vài bài thôi, anh em như chịu khó thì vài bài. Đầu thì mấy năm thì đi học mất công. Thì như ngày xưa bọn anh tự học thì mới tính là vài năm, tức là không ai dạy, mình tự mày mò xong mình thấy sai thì mình tự rút kinh nghiệm. Thì quá trình nó diễn ra lâu, còn đây anh em mà đi kiểu đi tắt rồi. Gọi là nó hay có cái câu là cầm tay chỉ việc thì là đi tắt. Còn cái giống mà nó tự mò thì nó mới là lâu. Tại vì trước bọn anh tự học cái này là toàn lên YouTube để tìm hiểu, nhưng mà YouTube đâu đấy không có người chia sẻ mấy.
Kể cả là cái video tour nhanh cũng không có luôn. Ở nước ngoài thì cũng có một vài cái người ta dạy nhưng mà cũng không chi tiết lắm. Bây giờ mới nhiều. Trước thì hoàn toàn là rất là ít. Trước giấu nghề. Ừ. Đấy thì ngày trước là không có chia sẻ, bây giờ thì chia sẻ nhiều nhưng vẫn giấu, nên là nó cũng không dạy kỹ cho mình đâu. Nó cứ quay này xem được cái nào xem, chẳng biết nó trộn màu gì, nó quay thế này thôi. Thì đối với những người mới thì hoàn toàn là mình lại bắt đầu mờ mờ, không làm hiểu được nữa thôi. Đấy, còn cái bút thì khuyến khích là bây giờ là chấm bút cán trắng để cho nó tơi. Đấy, cán trắng thì ngâm vào nước thì thường nó sẽ tơi ra rất là nhiều, nên nước cố gắng là mình để bọc bỏ ra chứ đừng ngâm lâu quá, nên mình để chấm là nó tơi quá cũng khó chấm. Đấy, thì bây giờ đẩy sáng là từ cái độ này, từ này pha là vẫn thiếu nhiều này. Đấy, như mọi người lúc ấy chấm là cứ bị ngang thế này suốt đúng không? Thì nó ngang. Bây giờ mình ngang, đồng ý là ngang, đúng không? Một cái một vài tia nên mình hơi nghiêng nghiêng bút đi. Đấy, nghiêng nghiêng bút đi đúng không? Ra các tia này nghiêng này. Đây có một tia nó nhô lên này. Đấy. Đây đừng sẽ nót nhanh vậy nhá, nót nhanh cái chỗ này là mình đang muốn chủ trương làm cái khối nó dày thì mình chấm cơ bản là quay lại công thức chấm núi là chấm dài ra và dày, vừa dày vừa dài. Đấy, những cái chỗ nào mà là khối thì mình bắt đầu mình tập trung mình chấm trước, chấm nó dày vào. Khối này lại nan xuống sâu hơn. Đấy. Chấm nó đấy bẹt được. Bẹt cũng được. Ngoài thì gì mà muốn đậm thêm mình lại cộng lại cái màu pha sữa sẵn trước đó, cộng một chút vào để cho nó bắt đầu sắc độ, bắt đầu nó có sự thay đổi. Thì cái bài này cứ làm từ từ thôi, tại vì vẫn là trong quá trình vẫn còn đang làm quen với chấm. Thì sang bài đồng quê thì sẽ thoải mái để cho mọi người phát triển, làm trước cũng được. Đấy, thì nó sắc độ thay đổi chưa, mình thì cộng lại một chút cái màu cũ của nó thôi là nó thay đổi rồi. Thế sang đằng sau này thì lại cộng với cái màu lạnh này này. Đấy, để cho nó sáng dần lên và nó cũng bắt đầu lạnh hơn. Đấy, xong chẳng hạn ở đây lúc nót nó hơi có cam cam thì mình lại bắt đầu lại lấy cái màu này. Đấy, trùng đúng với cái màu cũ rồi. Thì cái bút là nó không có bị ngang đâu, chấm nghiêng bút đi một tí là nó không có ngang đây. Đấy, tưởng thế nào như thế này khó quá, phát hiện ra dễ à, nào như vậy khó lắm, chấm đi không khó lắm, bút cán trắng, bút cán trắng chấm khéo mà. Nhưng mà khi chấm rồi là nghiện đấy, khi làm chủ được nó rồi là nghiện đấy. Quen nó rồi, à. Nó thích yêu. Nó rất là tơi, nó tơi như này là nó tạo cái tán luôn. Đấy, nên bây giờ đang đan xen cả hai cái màu nóng màu lạnh nhá, lúc thì sẽ lạnh lạnh đi. Chấm bút cắt sẵn thì nó tốt hơn những bút kia. Sao thì mua được mày? Ừ. Đúng rồi.
và bắt đầu đẩy sáng lên thì bắt đầu cho nó sáng hơn chút thì thêm vàng thêm xanh vào để cho nó một vài điểm nó lạnh này nó xanh lên này. Đấy, hoặc là những cái màu này nó sẽ là chuyển giao giữa cái khối này. Đấy. Thì nó không bị chênh màu quá. Cái câu chuyện bây giờ mình phải điều phối được cái màu sáng tối và giữa hai cái chuyển giao màu này, ra chuyển giao giữa bên sáng bên tối này. Khối to nhiều khi cái cây to tán to nhiều khi hay bị rối khối à? Tán to thì lại khối nó to ra thôi. Cây to này cái trong khối to này nhiều khối nhỏ rồi. Cây to quá. Đúng. Khối to không. Đấy, nên là cái sáng tối nó cũng không phải cố định là đều nhau đấy, thì nó nhấn nhấn đi rồi hai cái nóng lạnh nó giao thoa. Chấm như thế nhưng mà vẫn định hướng những cái đầu cành này là mình sẽ nhấn này, đây cái cành nó luồn ở dưới này. Đấy, cho lớp cành mình luồn vào thì là nó cái chỗ tối nó sẽ vẽ cành chứ không phải là chấm bu vơ. Đấy, chỗ đang cái chỗ mình bên ngoài này mình chấm nó dày hơn. Không hay bỏ cái tư tưởng đấy, tại vì đây là muốn vẽ được đẹp thì nó chỉ cần kiên trì thôi. Đấy, đây nó chưa cần đến sáng tạo mà không, đấy là nó thật chia sẻ được, nó chưa cần đến sáng tạo. Đây có sáng tạo đâu, mình chép lại mà, chép lại thì cứ chép lại là thuộc là được. Giống như kiểu là cái người này không thông minh thì người ta học các môn tự nhiên, học thuộc thôi, cứ học thuộc là được. Bây giờ cứ mang lịch sử để đọc rồi đi thi là cứ viết đúng các gốc lịch sử là thắng thôi. Văn thế có vài bài văn mẫu học thuộc cả văn mẫu luôn, thế là đi thi là thắng. Văn mẫu thì toàn à, thì nhưng mà đúng tủ là ngon, ví dụ thế. Đúng bài thì vẽ đầu cứ toàn tủ là mỡ kém đâu, tủ văn mẫu đi thi không toang được, không bao giờ vu cho người ta là nói được cái ông giám khảo ông coi có thấy tôi chép không nào. Người ta đọc dọc giống sò, giống nhưng mà có chép đâu. Ngày trước là em đi học có dính rồi, có nghĩa là à, thế à? Thằng bạn nó kiểu như nó chép bài văn mẫu ra, chủ đề vẫn như vậy, nó chép văn mẫu ra xong rồi thầy từng đọc rồi thầy biết, nhưng mà nó học thuộc hay là nó chép? Học thuộc thôi nhưng mà chắc vẫn chép mà. Đấy, chép thì phải giống như hệt, chứ còn văn để học thuộc từng câu thì chắc là hơi khó. Hơi khó thì từng văn nó dài như thế mà để thuộc từng câu hơi khó. Mà chép văn mẫu thậm chí nó đúng từng dấu chấm luôn. Đăng kết. Em thì chuyên không. Chép, em chuyên chép bài mà. Nó học thuộc cơ mà. Bài cái gì ra cũng phải nhớ. Chuyện người lớn. Chán được sao? Lắm. Thì cái này nó là cái phần này học thuộc đấy, mọi người biết chấm cây thì cứ cây nào chấm như này hết, gọi là nó thay đổi màu sắc thôi. Nhiều tháng. Cứ luyện đi. Luyện hơn là có gì cứ đăng vào nhóm. Cứ đăng vào nhóm thì nhiều người góp ý cho mỗi người có ý thì mình tiến bộ lên. Nói chung học hỏi này thì nó lại có một cái nhiều yếu tố nữa. Mỗi người có một cái tư duy thì sẽ có cái sự tiến bộ khác nhau.
có rất nhiều người thì lại không bao giờ muốn đăng vào nhóm. Nói thẳng ra để cho anh em rút kinh nghiệm ấy. Nhà đăng vào nhóm sợ người ta chê. Mình đăng vào nhóm để cần những lời chê và những lời khen. Những người nào mà người ta chê mang tính chất là không xây dựng thì thôi mình bỏ qua đi. Những người nào mà chê với tinh thần góp ý, người ta chê ở chỗ này xấu này, ông phải thế này này, thì đấy là chê, nhưng mà chê với tinh thần là xây dựng thì mình nghe. Thế nên là một cái rào cản rất lớn là anh em là nhiều người về không có bao giờ đăng vào nhóm đâu. Đấy, nó là ngại sợ chê xấu. Đăng vào đấy để anh em góp ý cho thì mình lại ngại, không nên ngại thế. Thứ nhất là nên đăng. Là ở trong nhóm mà lại là nhóm kín, có ai biết là ai đâu, mấy cả có biết thì chả sao cả, toàn trong nhóm anh em đi học với nhau cả, cùng là có một chung cái đam mê, cùng sở thích, cùng thầy dạy. Thế thì có gì mà ngại, cùng trong môn phái mà. Thế là tư tưởng chung ấy là mình quan sát từ cái khóa 1 đến bây giờ là rất nhiều người là không đăng không hỏi. Chứ phải đăng rồi hỏi thì mới tiến bộ nhanh được. Thế xong mình cứ thấy lâu lâu không đăng, thấy đăng lên Facebook cá nhân xong mình vào thấy xấu quá, xong là mình nhắn tin riêng mà sao không đăng vào nhóm. Bảo là bao giờ đẹp mới đăng. Bao giờ đẹp mới đăng thì vào đấy khoe tài à. Ai cần khoe tài trong đấy, anh em nó cũng chả bao giờ cổ vũ chuyện đấy. Vào nó chỉ nếu mà đẹp thì nó bảo ồ tranh đẹp đấy, thế thôi. Chứ có ai phục đâu. Thì ông vẽ nhiều thì nó đẹp là đương nhiên rồi. Thì đấy là góp ý luôn là nên đăng vào trong nhóm. Ít nhiều thì là cũng toàn trong môn phái cả, góp ý cho nhau thôi. Ai mà muốn nhau tiến bộ thì góp ý, còn không thì thôi bỏ qua. Và mình là cái người chịu trách nhiệm góp ý chính, anh em cứ đăng vào đấy. Anh trần tính là làm được. Đăng vào đây có thầy rồi. Thế nhưng nhiều người không đăng. Thì mình còn nói trực tiếp thấy đăng lên Facebook cá nhân ấy. Thì mình bảo sao không đăng vào nhóm để hỏi anh em rồi giao lưu hoặc hỏi thêm mà là bao giờ đẹp mới đăng. Đẹp mới đăng thì khoe thì có giá trị gì nữa. Khoe thì mình đăng lên Facebook cá nhân là mình cũng là khoe rồi. Đấy thì như thế này là một cái lớp lót, cho bây giờ mình tiếp tục đẩy lần 2. Không cần rửa bút đâu, cứ lau qua đi thôi. Đấy, nó là chấm cái độ sáng này này. Trắng vàng này, trong này nó sẽ thêm cái hồng nữa. Gọi là cam đấy. Đấy, nghiêng cái bút này đi cho nó đỡ bị cái vết ngang. Nó cứ bị cái vết ngang là nó cũng là một cái nó bị cứng. Đấy, nghiêng hay chưa. Và cái kỹ thuật lúc lấy màu lúc này thì bắt đầu mình phải gẩy nó lên. Chỗ nào nó cao thì mình cào xuống, nhưng mà đến lúc mình lại phải gẩy nó lên. Gẩy thì là cái màu nó ra đầu bút nhiều. Nó tuy nó gợn thế này thì mọi người cứ nghĩ nó từng cục, nhưng mà như thế này nó mới là đúng kiểu. Nó lên từng cục thế nó mới đẹp. Đấy, đừng sợ nó từng cục, cục cũng kệ đó. Nhẹ thôi. Đây là mình làm chậm gión dén cho mọi người xem, nhưng mà nhiều khi cái gión dén này nó cũng làm cho cái tranh nó cứng đi. Nhiều khi mình vẽ cứ như bổ củi thì nó lại đẹp. Chấm phịch, kiểu nó quen tay mà. Nhưng mà mình làm gión dén này là nhiều khi tranh nó bị cứng. Đây, chỗ này là phải làm một khối sáng này. Khối sáng bởi vì là che cái cành đi, hai lần nó đỡ bị thẳng luôn. Khối này sáng nha. Thì hy vọng là anh em áp dụng thì cứ từ từ làm. Cái tâm lý chán thì ai cũng có cả. Khó thì mới phải đi học. Từ dễ thì anh em đã không ngồi ở đây rồi. Ông nên vọc vạch cái Facebook là ông hỏng mót được rồi, còn đâu mà phải đến đây. Đừng sợ. Không có biết để sợ. Và mình cũng rất là bình tĩnh, cái bài nào khó quá thì cho nó dài thời gian, chứ không phải là nó khô cứng rồi bắt như là 4 ngày hoặc 5 ngày hay 3 ngày là xong. Đấy, anh em cứ thoải mái trải qua nào. Cái sức khỏe mình có đủ kiên trì cho 1 tháng không? Nhiều khi là nó mệt quá đến lúc cuối nó oải. Dây ra dài quá nó không tốt. Đơn giản hơn bài trung thủy không chứ? Bài này đơn giản hơn chứ? Bài này khó hơn. Bài này đơn giản hơn nhiều. Bài này không ăn giang được. Bài này chấm cây khó. Bài này dễ hơn đấy, nhiều. Còn nát nữa mà vẽ đầy đủ châu bò thì nó lâu có châu bò thôi.
trâu qua lấy giấy cắt phun lô phun lô trùng mình thêm 5-6 con trâu ở đây đấy hết cỏ về đấy nhà xa xa tinh nhỉ sợ đã bảo rồi nói cái gì hai cây rồi chết đỡ trùng mình em một bên trời đây quá ghê nè. Đâu thì nhà nhiều ra nghe mẹ thì thơ đó. Nhà nhiều cái đồng bò lắm. Cho thì chín đây làm gì. Không lớn lên. Đấy như là một vài khối nó nổi bật lên nhưng mà nổi trong cái khu tối này thôi. Cái so bên sáng thì nó không nổi bằng. Hay là đây là cái sự chuyển giao giữa bên tối và bên sáng. Đấy, chuyển giao giữa tối và sáng. Nó sẽ giống như kiểu mình vẽ núi ấy. Đấy, khối này bên dưới có nghĩa nó sẽ là hơi cam cam hơn tí. Công nhận là ngày xưa mình nghĩ lại cái thời mình mà học vẽ này tự học ấy là chán lắm, không hiểu sao nhìn trên mạng cái tranh nó thế này mà mình không nghĩ là làm sao mà lại vẽ ra được thế, không biết hỏi từ đâu, không biết ai mà hỏi luôn, ức chế, nhiều ức chế bẻ bút là mình nó ức chế là mình không có chỗ để hỏi luôn, không có chỗ để tham khảo. Ý là mỗi một cái loại bút thì nó chấm ra một cái cấu trúc khác nhau đúng không? Cái bút này không bao giờ cái bút khác bắt chước được. Thế nên là nhiều cái lúc mà nó chấm cảnh châu Âu nó tơi ra mình toàn cái bút này chấm nó cứ ra cái móng tay, không thể là tài nào chấm được. Như cái móng tay vừa cắt ra. Móng tay. Mà cái cảnh châu Âu thì nó hay có cái kiểu tơi như này, mình không hiểu nó chấm kiểu gì. Nhưng thực ra cái đội đấy là ngày xưa nó chưa biết dùng cái bút này, mình chính là người phát minh ra cái bút này để thay cho bọn cái chế bút. Bọn chế bút là nó phải đập cái bút ra xong rồi nó xếp lại để nó ra cái độ bằng bằng này, nhưng bây giờ nó ra cái loại bút này nó bằng bằng luôn. Không hiểu sao mà nó lại chấm cái tán cây của tơi thế mà mình chấm các kiểu không ra được. Đấy, hóa ra là bọn nó chế bút, nó đập bút ra xong nó lại bó lại theo ý muốn. Đấy, tại vì nó kinh nghiệm mà, nó vẽ nhiều nó có kinh nghiệm, nên là nó sẽ chế những cái bút để phù hợp với lại các cái tán cây mà nó mong muốn. Đấy, về sau mình vẽ nhiều mình biết ra là về sau bọn nó chế. Chứ không biết cái gì không biết mà không có chỗ hỏi mà không tìm tòi được là nó cũng căng thẳng lắm, ức chế. Đấy thì tạm thời dừng lại thì đó, thì phân tích một tí thì bây giờ là hai bên này có nóng có lạnh. Nóng lạnh nó cũng đan xen hết, có nóng có lạnh hết, nhưng mà bên này thì nó đã tổng thể là tối hơn, bên này nó sẽ sáng hơn tí, nó có thể đẩy thêm một chút nữa. Chứ như này thì vẫn chưa đủ. Thế còn chỗ này là có thể tạm dừng được rồi. Đấy, còn nếu muốn sáng mạnh nữa thì phải cộng thêm tí trắng nữa, nhưng mà đối với cái bối cảnh này nó cũng không bị chói chang quá thì mình cứ dừng ở mức này. Thì từ dừng ở mức này xong đẩy sáng còn là được rồi, bên tối là thôi, nhưng bên này mình sẽ đẩy thêm chút nữa. Đấy thì là hoàn toàn không nhìn thấy cái vết ngang ngang nữa, đúng không? Băm 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 nữa. Đấy là do mình nghiêng bút đi một tí. Mình chém đấy. Cái bút móng tay chấm thì cũng đều đều, nó đều và nó đẹp.
mà nó cũng dễ ra khối nữa. Đây móng tay đây à? Đấy đấy đấy, đúng rồi. Bút cán xanh nó vẫn đẹp, nhưng mà so với cái cảnh tây thì này thì nó cảnh tây này nó hợp với cái bút này hơn. Thế bảo nhắc trước mọi người là sang cái bài này sẽ nhuận cái bút cán trắng đi. Còn ai mà cảm thấy bút mình đẻo thì mang ngay đổi cho. Có chương trình đổi bút cũ lấy bút mới, không phải cắt thêm tiền. Không cần phải cắt thêm tiền nhá. Anh đổi bút mới lấy bút cũ của thầy phải cắt thêm gì? Không, anh em không phải cắt thêm. Tại vì cho bút này là bút xịn rồi này. Đáng nhẽ là phải cắt thêm tiền. Phần xá. Đấy, vậy thôi, bây giờ mình tỉa canh vào. Tỉa canh thì bao nhiêu người cứ bảo cái bút này nó không tỉa được, thế là thế nào, cũng mang cái đổi luôn. Bạn đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải pha nước nó loãng sền sệt ra như kiểu nước cơm ấy. Đấy, để nghiêng là nó sẽ phải chảy, thì là nó sẽ chuẩn. Loang thế là nõn quá, mình phải cảm nhận chứ, loang là mình phải dừng lại ngay. Loang là chứng tỏ là nước nhiều hơn là mực. Đấy, thử ở đây nếu nó không loang thì là được này. Đấy, như này không loang đúng không? Không loang được rồi. Mà còn khi mà nó lại vẽ vào mà nó hơi xước xước thì chứng tỏ nó còn đang khô. Em tỉ một cái cành, nó non ra thành gốc luôn. Nghiên cứu gì đây? Nhau ăn trong buồng. Coi thầy năm đúng. Nhớ vợ mà. Nhớ vợ mà. Cái bí quyết vẽ đẹp của thầy là cắt chổi này. Cắt chổi. Đâu cái này, nhiều lúc mà nó ấy lấy răng cắn rồi. Cắt chổi này là chổi cắt nhà cắt cửa này chế thầy đem biết bùi trong cái này mà đi làm vuốt cái chổi đấy là còn chưa hướng dẫn ấy. Cái chổi đấy là để chấm chứa chấm chấm cỏ hoặc là chấm lúa. Thầy bật mí một bí quyết đấy, nhưng mà anh em không biết có nghĩ không, mình đang nghĩ nhưng mà không về nó phải cậy cái bút này ra xong là lấy cái lông và xếp lại chấm trong trong nhóm có video chế bút rồi về chế. Trong nhóm có video mà về xem thôi. Chấm lá đa thôi. Chấm vào các bụi cỏ được. Đập cái chổi sơn ra, xong là cắt đỡ đi, xong là bó vào. Chấm các cái bụi cỏ dưới này cực kỳ nhanh luôn. Chấm nhanh lắm. Thì nó cái bút nó tròn tròn nó lại xè xè ấy. Chấm bụi cỏ mà nó to, kể cả nó to như này này. Chấm nhanh sướng. Ra tranh tường chấm rất là nhanh. Thì một cái nữa là nói lại là tỉa canh thì phải tỉa vào những cái khoảng tối như này. Và những cành thì nó có cái độ so le đi. Chứ nhiều anh em làm cái cành hơi ẩu. Ví dụ cái cây mình đã chấm đẹp rồi nhưng mà cành mình đã xấu là nó cũng làm được cái cây nó xấu đi. Đấy, một cái nữa là ở dưới gốc thì lại to, xong trên cành bắt đầu lại bé tí ạ. Nên là cái tỉ lệ nó bị đột ngột quá, nó không được. Các khóa trước có nhiều anh ở làm ngày trước làm ở Bát Tràng ấy, vẽ Bát Tràng không về đi học. Anh ấy vẽ cây trúc với các cái cành cây thì đẹp thì thôi rồi. Cái cành tùng ấy. Căn bản ở Bát Tràng thì người ta vẽ đen trắng nhiều. Không biết vẽ màu phối màu đâu. Nhưng mà riêng về cái khoản nét, đường nét mà cái cành tùng vẽ đẹp hơn cả Bình luôn. Rất đẹp. Về cơ bản người ta được vẽ rồi. Thì vẽ gốm. Em không hiểu là vẽ gốm là toàn là vẽ nét đấy. Thế nhưng mà vẽ gốm thì lại không vẽ được tranh.
với là bản đơn sắc thôi, còn bây giờ nó mới phát triển lên cái tranh bé bé bằng gốm thì những cái đội các anh ấy không ghé được, thì cái đấy này phải học thêm, tại vì cái đấy nó còn khó hơn cả cái này, bởi vì vẽ một màu xong nung cái đó lại một màu khác, thế mà mình không kiểm soát được màu thì bắt đầu là tranh của mình nó hỏng, nung lên nó không màu, nó không đúng ý. Chứ không phải là nó cứ vẽ này vẽ thế nào nó nhìn thấy được luôn đâu, tranh gốm là vẽ nó một kiểu xong là lung lên nó lại ra màu khác, thế là mình lại phải đi học cái đấy. Thế là ông muốn tranh tường thì ông lại đi tranh tường, còn ông nào muốn phát triển thì lại đi học gốm, lại học tiếp. Thôi đấy là tỉa thì để thêm chuyển xuống dưới cho nó.